ra ông là ai? Tại sao ông lại hãm hại tôi? Chính cậu đã quyết định làm theo cách đó, sao bây giờ lại đi trách ngược lại tôi? Sao? Cảm giác bị người khác nhìn thấy tâm địa đen tối của mình như thế nào? Ông vui gì đã hại được tôi chứ gì? Hả? Không phải. Cậu thì không liên quan gì tới chuyện này hết. Cảm ơn cậu. Cậu vào thay tôi gửi lời chào tới ông già Hoàng Văn Phan đó. Thật ra ông là ai mà dám lợi dụng tôi? Ông có biết tôi phải đánh đổi như thế nào, kỳ vọng vào cuộc thi này không? Ông muốn chết hả? Cậu đừng có la hét như thằng điên rồ. Tờ giấy chứng nhận gì đó cũng già Phan không có giá trị gì hết. Cậu đừng trông mong vào cái tờ giấy lộn đó. Dạ thưa ba, làm như vậy có được không ba? Dù gì nó cũng là học trò của thầy, với lại nó cũng là một đứa có tài, tự nhiên bây giờ bị chém thẳng tay như vậy. Cái gì vậy? Dạ, ý của con là con cảm thấy tiếc cho nó, với lại nó là một đứa có tài đó thầy. Con không hiểu nha, bánh của thằng Quân làm có gì lạ mà khiến thầy nổi nóng như vậy? Nè, hãy mang cuốn nhật ký lên men đó tới đây. Chỉ cần có cuốn nhật ký, tôi sẽ khiến cho cái tiệm vua bánh mì đó cũng phải sập tiệm ngay ngày hôm nay. Cuốn nhật ký? Ông đang nói cái gì vậy? Để tôi nói rõ hơn cho cậu một chút nha. Cuốn nhật ký lên men đó, đáng lẽ ra nó là của tôi, nhưng lão già Phan đó phải dành nó cho riêng mình để tạo danh tiếng như ngày hôm nay, rồi đuổi tôi ra khỏi tiệm luôn. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu